Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Bản biên tập chương trình sẽ được gửi tới quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Chiều 19 tháng 2, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của chị LTTL, 21 tuổi, ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, tại một phòng trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy. Bước đầu, công an xác định chị L bị sát hại. Hiện nghi phạm gây án đã bị Công an thành phố Hà Nội bắt giữ và đang tiến hành lấy lời khai làm rõ nguyên nhân. Trước đó, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị L về việc chị đi khỏi nhà từ chiều 16 tháng 2, tức mùng 7 Tết. Khi đi, chị mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ. Ngày 19 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội phát thông báo tìm kiếm một cô gái đang mất tích tại quận Nam Từ Liêm. Chị Lê Thị O, người thân của chị L cho biết, chiều 16 tháng 2, chị L rời nhà đi đến vài khu vực cho thuê phòng trọ do mình quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội để dẫn khách vào xem phòng và thu tiền phòng. Chị O nói, trước đó L vẫn nhắn tin và liên lạc với mọi người. Sau 19 giờ tối 16 tháng 2, gia đình tôi không liên lạc được với L. Gia đình tôi cũng đã đến những khu vực L tới và trình báo công an nhưng chưa có tung tích. Theo chị O, qua trích xuất camera, thời điểm cuối cùng L đến là tại khu vực nhà cho thuê ở Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Camera ghi nhận lúc này là 18 giờ 35 phút tối 16 tháng 2, chị L mặc áo khoác bên ngoài màu hồng. Chị O cho biết thêm, L rất ngoan và hiền, không có xích mích với ai. Khi đi, L mang theo một xe máy, 2 chiếc điện thoại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa hoàn tất điều tra vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng, xảy ra rạng sáng ngày 19 tháng 6 năm 2023 tại đường Mới xóm 2, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, khiến hai anh em ruột Phạm Văn Tuyển sinh năm 2007 và Phạm Văn Tình sinh năm 2008 tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đề nghị Viện Kiểm sát đồng cấp truy tố 22 bị can từ 16 đến 22 tuổi. 11 bị can bị truy tố tội giết người gồm Nguyễn Văn Tuyên sinh năm 2006, Đỗ Anh Tú sinh năm 2004, Nguyễn Quang Vinh sinh năm 2005, Nguyễn Trung Hiếu sinh năm 2006, Đỗ Khánh Hòa sinh năm 2006, Nguyễn Tiến Hưng sinh năm 2008, Nguyễn Mạnh Dương sinh năm 2004, Lê Đình Cương sinh năm 2002, Vũ Xuân Thắng sinh năm 2005 cùng ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Đỗ Việt Anh sinh năm 2005, Nguyễn Văn Đức sinh năm 2005 cùng ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 11 bị can bị đề nghị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng gồm Phạm Huy Hoàng sinh năm 2003, Tô Thành Đạt sinh năm 2003, Trương Văn Minh sinh năm 2005, Trương Văn Khánh sinh năm 2002, Nguyễn Văn Khương sinh năm 2006, Trần Anh Quốc sinh năm 2005, Nguyễn Xuân Hoàn sinh năm 2005, Vũ Huy Tuấn sinh năm 2006, Phạm Thế Thuận sinh năm 2006, Nguyễn Triệu Hoàng Nam sinh năm 2006, Phạm Văn Hoàng sinh năm 2002 cùng ở thị xã Kinh Môn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng xác định bị can Phạm Huy Hoàng và Tô Thành Đạt đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên sẽ tách vụ án riêng, khi bắt được sẽ phục hồi xử lý. Trước đó khoảng 2 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2023, Tuyển 16 tuổi và em trai Tình 15 tuổi cùng ở xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên được người dân phát hiện tử vong trên đường Mới xóm 2, xã Quảng Thanh với nghi vấn do tai nạn giao thông nên trình báo cơ quan chức năng. Khám nghiệm tử thi và hiện trường, cảnh sát phát hiện nạn nhân có nhiều dấu vết bất thường, đồng thời thu giữ 2 ống sắt dài hơn 2 mét có hàn dao nhọn, còn gọi là giáo tự chế. Cảnh sát kiểm tra camera an ninh còn ghi nhận trước thời điểm phát hiện thi thể các nạn nhân có một nhóm thanh niên phóng xe máy tốc độ cao. Trong tang lễ nạn nhân xuất hiện một số người lạ mặt đến phúng viếng. Kết luận điều tra thể hiện đêm ngày 18 tháng 6 năm 2023, do có mâu thuẫn từ trước, nhóm thanh thiếu niên trú tại các xã thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng mang theo hung khí, chai thủy tinh, rồi lái xe máy qua cầu Dinh sang thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tìm đối thủ nhưng không gặp. Nhóm thanh thiếu niên này lái xe dừng gầm cầu Dinh, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên thì gặp Tuyển lái xe máy chở em trai đi qua nên hò nhau đuổi theo chặn lại, dùng ống tuyếp sắt và giáo tự chế tấn công. Tuyển lái xe máy chở em trai di chuyển hướng xã Quảng Thanh và bị nhóm thanh niên mang theo giáo truy đuổi. Qua cầu Hòn Ngọc khoảng 200 m, Tuyển lái xe đâm vào cây phượng ven đường. Nhóm đối tượng sau đó rời hiện trường, bỏ mặc nạn nhân tử vong. Tại thời điểm xảy ra vụ án, Tuyển và Tình là học sinh lớp 11 và lớp 10 tại huyện Thủy Nguyên. Do nhà nghèo, ngoài giờ học, hai anh em đi làm phục vụ ở quán ốc tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, cách nhà khoảng 5 km. Thời điểm xảy ra vụ án, cả hai anh em nạn nhân đang trên đường đi làm thêm về nhà. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh thông tin khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Thành, sinh năm 2001, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn về tội chống người thi hành công vụ, quy định tại khoản 1, điều 330 Bộ luật hình sự. Thành là kẻ đã phóng xe đâm thẳng vào lực lượng chức năng, khiến một cán bộ công an chấn thương vùng đầu phải nhập viện cấp cứu. Theo đó, chiều hôm ngày 15 tháng 2, tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông Công an huyện Đức Thọ gồm 3 cán bộ làm nhiệm vụ tại km 372+500 đường quốc lộ 15A. Khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, anh Trần Đức Thuận, cán bộ Công an huyện Đức Thọ ra hiệu lệnh cho xe mô tô biển kiểm soát 38H1-26810 dừng lại kiểm tra, nhưng thanh niên này không chấp hành, đâm thẳng vào người anh Thuận. Cú tông trực diện khiến anh Thuận ngã xuống đường bị thương tích ở vùng đầu, phải cấp cứu điều trị tại bệnh viện 115 Nghệ An. Công an huyện Đức Thọ đang hoàn tất hồ sơ, xử lý Nguyễn Tuấn Thành theo quy định. Tại Bình Định, hôm 12 tháng 2, tức vào ngày mùng 3 Tết, cũng xảy ra việc nam thanh niên 17 tuổi điều khiển xe mô tô không biển số, độ chế, liều lĩnh tông thẳng vào chốt cảnh sát giao thông trên quốc lộ 1A, khiến một cán bộ cảnh sát giao thông bị vỡ xương phải nhập viện cấp cứu. Cụ thể, vào thời điểm đó, tổ công tác gồm 9 cán bộ, chiến sĩ của trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước, phòng cảnh sát giao thông tỉnh Bình Định làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Mỹ Trinh, huyện Phú Mỹ, Bình Định. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện TNHA điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Winner không gắn biển số chạy hướng Bắc Nam nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, A không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục tăng ga chạy thẳng với tốc độ cao, tông trúng đại úy Nguyễn Đình Long. Sau cú tông mạnh, đại úy Long ngã ra đường và được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu. Tại bệnh viện, kết quả chụp phim cho thấy đại úy Long bị vỡ xương khuỷu tay và gãy xương mắc chân. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã tạm giữ TNHA để làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe. Ngày 19 tháng 2, lãnh đạo Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, Công an phường Phúc La đang xác minh sự việc tài xế ô tô tung cước đạp ngã người đi xe máy trên phố Phúc La. Liên quan đến vụ việc, đại diện Công an phường Phúc La cho biết thêm, đơn vị đã mời tài xế ô tô lên làm việc. Theo vị đại diện Công an phường Phúc La, ngay khi sự việc xảy ra, đơn vị lập tức có mặt tại hiện trường. Thời điểm công an đến giải quyết sự việc, tài xế ô tô con đã điều khiển phương tiện rời đi. Người đi xe máy bị đạp ngã cho biết không bị thương tích hay hư hỏng tài sản nên đề nghị được tiếp tục di chuyển. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip từ camera hành trình ghi lại hình ảnh nam tài xế lái ô tô biển kiểm soát 30G470XX đang đi trên đường thì xuống xe, nhảy vào đạp ngã người đi xe máy đang chở một chiếc máy giặt chạy phía sau. Sau cú tung cước, nam tài xế này tiếp tục to tiếng với người điều khiển xe máy nhưng được người dân xung quanh can ngăn. Tài xế này sau đó quay trở lại ô tô, bỏ mặc người đi xe máy và hàng hóa bị đổ dưới đường. Theo hình ảnh, thời gian xảy ra sự việc vào hồi 14 giờ 17 phút ngày 17 tháng 2 trên phố Phúc La, đoạn gần cửa hàng xăng dầu Petrolimex Sala, quận Hà Đông. Đoạn clip nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra bất bình với hành động hung hăng, côn đồ khi tham gia giao thông của nam tài xế ô tô.